bánh pizza cho bạn Boss Baby. Nhum 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 nhum. Wow, cái chéo lì này nó đang nở ra đấy. Chào các bạn, mình là Boss Baby đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi làm bánh pizza. Chúng ta có những nguyên liệu đây. Rồi, đây là ớt chuông được sắt đây, tất cả đều bằng giấy hết đây. Và đây là phô mai, cũng bằng giấy luôn. Và chúng ta có 1, 2, 3, 3 cái bánh pizza. Rồi bây giờ cho chi lên đây nha. Cho cái này gọi là phô mai. Cho phô mai lên bánh trước. Rồi cái đầu tiên này cho bạn Boss Baby nhé. Rồi đây là thịt đây, chị để lên. Cái bánh này to thật đấy. Những cái này được chị biết đã tự làm đó các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một ít ớt chuông lên. Ớt chuông màu cam. Rồi đây có ớt xanh nữa nè. Oh, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Rồi bây giờ cho hành lá lên luôn. Đó, bằng giấy luôn. Ta-da, xong rồi cho bạn Boss Baby. Bây giờ đến cho búp bê Mỹ nha. Hai chị bí đỏ, chị có thể làm cho em một cái bánh pizza rau củ được không? À được chứ. Ok, pizza rau củ hả? Trước hết chị cũng sẽ cho phô mai lên mặt bánh pizza. Rồi, cho nhiều phô mai lên thì nó mới ngon. Xong rồi, chị sẽ cho một ít rau cải lên đây luôn. Pizza rau củ, ngon quá. Rồi cho một ít bắp lên đây luôn. Pizza hỗn hợp luôn. Rồi cho cái này là bông cải xanh. Cho bạn này ăn bông cải xanh luôn. Wow. Hấp dẫn quá. Rồi cái này là của chị Bí Đỏ đây. Chị Bí Đỏ sẽ làm cho mình một cái bánh pizza thập cẩm luôn. Đủ thứ hết. Có thịt nè, có rau nè, có cà chua luôn. Hành lá luôn. Đây là măng tây. Rồi, đây là củ hành tím. Chị rất thích ăn cay cho nên chị cho 3 trái ớt lên luôn. Woo! 3 trái này ăn là cay khủng khiếp luôn. Ngoài ra, chị sẽ cho tất cả trái cây vào luôn. Chưa từng thấy cái bánh pizza nào có trái cây. Woo! Có bơ nè, có cà rốt nè. Rồi, ớt chuông luôn. Woo! Một cái bánh thập cẩm. Rồi, trong 3 cái bánh pizza này, các em thích nhất là cái của ai nè? Đây là cái của chị Bí Đỏ. Ở giữa là cái của búp bê. Và ở bên phải là cái của Boss Baby. Nào bây giờ chúng ta hãy mở trứng bất ngờ khổng lồ. Yay! Rồi, chị Bí Đỏ có một số trứng ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ mở trứng này. Mở ra nào. Wow, bên trong đây chúng ta có một chai slime. Rồi, một trứng lười. Một chú vịt màu xanh. Và một cái này là một cái loại slime nữa. Và đây là trứng egg baby. Rồi trước hết chúng ta hãy cho slime lên nha. Wow. Nào chị sẽ cho slime ra để cho trứng lười của chúng ta ăn nha. Slime màu xanh lá cây luôn. Tuyệt vời. Bây giờ hãy cho trứng ăn thử nào. Bạn này ăn được. Từ 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 hút vào hết luôn. Hả? Wow, tuyệt vời. Một chú vịt màu xanh rất là dễ thương. Và đây là một lọ slime màu xanh lá cây luôn. Wow, trong suốt các bé ơi. Đây gọi là slime thạch. Chị sẽ kéo ra thử nha. Nó giãn được bao lâu, bao xa nào. Ôi, cái này
này bị gãy rồi. Nhưng mà trông suốt như thủy tinh luôn. Quá đẹp. Các bạn nào chưa đăng ký thành viên trên kênh Chị Bí Đỏ thì hãy nhấp vào nút đăng ký để được cập nhật những video mới Chị Bí Đỏ ra tiếp theo nha. Rồi cái này ăn cái slime này không được đâu. Cái này tại vì nó cứng hơn cái slime trong chai hồi nãy đó các em, cho nên trứng lười ăn không được. Nào bây giờ chúng ta hãy mở trứng nào đây? Mở trứng nào đây các em? Bây giờ chị sẽ mở trứng nhỏ này trước nha. Lát nữa chúng ta sẽ mở hết luôn. Ui, cái này cái gì đây? À chúng ta có một cái cặp bồ đi học. Trong đây là gì đây? Ủa mở đường nào vậy? Ồ, rồi được rồi. Chúng ta có búp bê Dora. Búp bê Dora mini, thật là dễ thương làm sao. Rồi bỏ vào lại đây. Tiếp theo chị sẽ mở trứng màu blue. Màu xanh nước biển. Trứng này to hơn cái này khoảng gấp 10 lần luôn đó. Mở thử nha. Wow, chúng ta có rất là nhiều kẹo chua. Kẹo này gọi là kẹo whitehead candy. Kẹo này cực chua luôn đó các em. Chị biết đâu ăn không có nổi. Đây nó như thế này đây. Giờ chị sẽ mở ra thử cho các em xem nha. Nhưng mà chị không có ăn đâu. Tại vì chua dữ lắm. Khủng khiếp luôn đó. Đó, nó bên trong đây nó vậy nè. Bạn nào đã ăn kẹo này rồi? Chúng ta có thêm một chú bọ nữa. Chú bọ hung ơi, ghê quá. Và rất là to luôn. Rồi, cho kẹo vào đây lại. Và chúng ta sẽ mở trứng tiếp theo nha. Tất cả đồ chơi chị sẽ cho một sang một bên đây nhé. Và chúng ta sẽ mở trứng nào đây? Ôi, không có gì hết. Trứng này xem sao. Ôi, cũng không có gì luôn. Hai trứng không. Tiếp theo chị sẽ mở trứng mới đây các em. Đây là gọi là trứng egg baby. Không biết có một cái con vật gì bên trong đây đây. Chị sẽ mở egg đây đây. Được rồi, con gì đây? Ôi, hình như chúng ta có một chú gà con hay là một chú vịt con gì đó. Chị sẽ lấy ra ngay. Các em, đây là chú gà hay là chú vịt vậy? Có một cái lông ở trên đây nữa, hình như là chú vịt con thì phải. Đây, cái mỏ đây. Ôi, dễ thương quá. Cái này giống quýt xì quá vậy. Bóp thử xem. Quick. Cực cute luôn. Tiếp theo là trứng màu xanh lá cây này nha. Ôi, chúng ta có hai chiếc xe. Rồi, đây là một chiếc xe thi công công trình đây. Một chiếc xe hơi màu đen nữa. Và đây là một lọ slime trong toilet. Đây là slime phát ra tiếng xì hơi đó các em. Rồi chị sẽ lấy. Bên trong đây cũng có một cái đồ chơi nữa nè. Một chiếc xe nữa. Nhưng mà chiếc xe này nhỏ hơn cái hồi nãy. Wow, màu xanh này đẹp quá. So cute. Rồi bây giờ chị sẽ để vào đây. Rất là thích làm này đây các em, nó rất là giãn và cái đồ dẻo nó rất là dẻo nữa. Chị bây giờ cố gắng tìm cái công thức để làm cái này nhưng mà làm hoài thì không được. Bạn nào biết công thức làm slime nói xin đi thì hãy cho chị bây giờ biết nha. Ok, chị sẽ để vào đây và chúng ta tiếp tục mở trứng tiếp theo. Đây là trứng màu hồng dành cho bạn gái nè. Trong đây có cái gì đây? Một chiếc xe màu tím dành cho bạn gái. Quá là dễ thương luôn. Xe này để dành đi biển được đó. Rồi một loại slime để lên đây luôn.
Và chị bí đỡ cũng có thêm hai lọ slime nữa. Hồi nãy chúng ta có lọ màu xanh lá cây rồi, bây giờ đến màu hồng nè. Ồ, ra không? Ôi, được rồi, wow, đẹp quá, trong suốt luôn. Slime thạch màu hồng. Các em hãy nhấp vào nút like để ủng hộ video này nha. Và nếu các em muốn chị bí đỡ tiếp tục làm về chủ đề trứng bất ngờ nữa, hay là slime, hay là cái gì đó thì bình luận ở phía dưới nha. Rồi, tiếp theo, chị cũng có một lọ slime màu vàng nữa. Trong suốt luôn. Wow, cái này giống như là mật ong này các em, cái màu á. Rồi, để đồ chơi sang một bên. Chúng ta còn hai quả màu vàng, hai quả màu cam và một quả màu xanh dương ở đây nữa. Các em muốn chị phải mở cái nào? Thôi mở cái này trước nha. Wow, chúng ta có một lọ slime barrel và một bịch slime bát. Cái này chúng ta có thể tắm cho búp bê được nè các em. Chị rất thích slime bát. Hôm nay các quả trứng của chúng ta có rất là nhiều slime bên trong các em. Và các em hãy xem hết nha để xem chúng ta có slime nữa hay không. À, đây là slime màu xanh dương. Cho trứng đồ ăn luôn nhé. Bây giờ chị sẽ để slime này sang một bên, lát nữa chúng ta sẽ tắm cho búp bê nha. Rồi bây giờ đến cái màu xanh, chúng ta cũng có hai chiếc xe nữa. Đây là xe quân đội và đây là một, cũng là một chiếc trong quân đội luôn, màu xanh. Nào bây giờ đến quả trứng màu cam nữa. À, wow, chúng ta có một bạn Hachimo chú rồng. Đến cặp này nha, màu vàng. Chúng ta có một bạn Paw Patrol chú chó cứu hộ. Trong bộ phim chú chó cứu hộ đây các em. Bạn này tên là Chase, rất dễ thương. Hello Chase. Rồi tiếp theo là đấy là một bịch jelly bath. Hồi nãy là chúng ta có slime bath phải không? Đúng rồi, bịch này là slime bath, còn cái này là jelly bath. Không biết hai cái này nó khác nhau như thế nào. Mở ra, chúng ta có một chiếc xe hơi nữa và một cái toilet candy. Đây là bạn Rubble trong bộ phim chú chó cứu hộ nữa đó các em. Bạn Rubble và Chase. Dễ thương chưa? Hello, xin chào tất cả các bạn. Rồi bây giờ chị sẽ thử cho cái slime màu xanh hồi nãy vào đây luôn. Ui, toilet này cần phải rửa. Toilet này đã chuyển màu rồi. Ghê quá. Quạt. Cho trứng lời ngồi lên đây luôn. Hello tất cả các bạn.
Thôi chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Lát nữa mình sẽ gặp lại các bạn sau. Bye. Nào bây giờ chị sẽ tắm cho búp bê siêu nhân. Bạn này tên gì đây các em? Bạn này màu hồng. Chị sẽ cho nước vào và chúng ta sẽ cho thử bịch Jellybuff vào nhé. Đây là một cái bồn tắm rất là to, vì vậy chúng ta dùng rất là nhiều nước đó các em. Và Jellybuff đây. Không biết là cho hết một bịch hay là cho một chút xíu thôi. Ủa, cái này nở ra chắc là rất là nhiều đó. Thôi cho hết bịch luôn đi ha. Ôi, nó đang nở ra kìa rồi. Cho nước vào nữa. Wow, cái màu này rất là đẹp đó các em. Màu này là màu dâu nè. Ôi, nó đang nở ra kìa. Rồi, nó nở lên nữa rồi. Ôi, các bạn ơi, mình đã bị kẹt vào trong đây rồi. Chị Bida ơi, chị hãy cho thêm nước vào đi. À, đúng rồi, chị phải cho thêm nước vào nữa. Cái này chưa đủ nước nè. Rồi, chúng ta cho nước vào nha. Chị sẽ cho thêm một chai nước nữa nè. Wow, cái này nở rất là nhiều đó các em. Nó đang nở lên nữa kìa. Đủ chứ ta. Rồi, cho thêm một chai nữa. Rồi, lần này chị thấy là ok rồi đó. Wow, tuyệt vời. Các em thân mến, video của chị Bida đến đây là hết rồi. Đừng quên tặng cho video này một cái like và nhớ để lại bình luận là các em thích chị Bida và làm video tiếp theo về chủ đề gì nhé. Rồi, hy vọng rằng các em sẽ thích video này. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Bye.